Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về dự án công trình khu triển lãm 800 tỷ đồng bỏ hoang giữa lòng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án khu trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh trị giá 800 tỷ đồng vẫn là một khối bê tông gắn khung sắt nằm trơ trọi giữa lô đất trống tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thì được xây dựng trên diện tích đất là 18.000 m2 và được xây dựng tại khu đất giữa tuyến đường ven sông Sài Gòn và tuyến đường Đại lộ Vòng Cung, nay là tuyến đường Trần Bạch Đằng. Dự án này thì còn nằm bên cạnh dự án cầu Thủ Thiêm 2 và dự án The Metropole Thủ Thiêm. Công trình này thì cao 5 tầng, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ năm 2014. Trong đó thì chi phí xây dựng là 357 tỷ đồng, chi phí thiết bị là 268 tỷ đồng và các chi phí còn lại khoảng 200 tỷ đồng. Tòa nhà này thì tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, có chức năng phục vụ trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố, tổ chức những sự kiện chuyên ngành, nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân và du khách. Theo như thiết kế thì trung tâm triển lãm có kiến trúc hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau, khối thép thì tạo thành hình tam giác. Có thể thấy thì đây là khu trung tâm triển lãm với kiến trúc khá là đặc biệt, nằm tại khu vực quảng trường trung tâm, được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng đầu tiên được xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự kiến thì dự án này sẽ đưa vào hoạt động tháng 4 năm 2016, nhưng công trình này đã phải lùi thời hạn thi công đến năm 2017. Tuy nhiên thì tới nay dự án này vẫn chưa hoàn thành. Tính từ ngày khởi công dự án là năm 2014 tới nay thì đã là 9 năm, dự án này vẫn chưa hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hiện tại thì khối lượng thi công của dự án này đã đạt 80% về phần thô. Trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể thấy toàn bộ công trình là những khối bê tông gắn khung sắt vẫn đang ngổn ngang. Theo như ghi nhận trên công trường hiện nay thì dự án này đang có dấu hiệu thi công trở lại. Và đồng thời thì các tuyến đường xung quanh của dự án này đang được triển khai thi công. Các cơ sở hạ tầng và những tuyến đường vô dự án đang được thi công cùng với dự án The Metropole Thủ Thiêm. Hiện tại thì theo như ghi nhận, dự án này đang được sơn lại màu đen. Hy vọng thì dự án này sẽ được tái khởi động và hoàn thiện để đưa dự án này hoạt động khi cầu Thủ Thiêm 2 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm sắp hoàn thành và đưa vào hoạt động 30 tháng 4 sắp tới, và dự án The Metropole Thủ Thiêm cũng đang được triển khai thi công và xây dựng. Bên cạnh đó thì các tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng đang được đồng loạt triển khai thi công. Ngoài vị trí đắc địa khi dự án này nằm bên cạnh quảng trường trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm thì dự án này còn nằm bên cạnh khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng. Trong tương lai thì khi cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành và các dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm được triển khai xây dựng và hoàn thành như là dự án Empire City Thủ Thiêm, dự án The Metropole Thủ Thiêm và dự án The River Thủ Thiêm cũng như là dự án Sea Thủ Thiêm đang được triển khai thi công xây dựng. Các dự án này hoàn thành thì kéo theo các dự án khác sắp được triển khai như là dự án Eco Smart City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như là các tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điều này thì sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư tới đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm và phát triển khu đô thị này hướng tới khu đô thị trung tâm của thành phố Thủ Đức trong tương lai. Video cập nhật về tình hình của dự án khu triển lãm 800 tỷ đồng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.